cố gắng tu, cùng siết chặt bàn tay với thầy, một mình thầy chưa đủ cái niềm tin với thiên hạ đâu. Nhưng mỗi một người như các con đều nắm chặt bàn tay với thầy, cùng nhau nỗ lực mà tu tập, thầy biết tu là khổ chứ không phải là tu mà sung sướng mà được. Cho nên gian khổ bền chí kiên cường tác ý hàng ngày, không hề rời câu tác ý mấy con. Thầy dạy mấy con nhiếp tâm bằng phương pháp tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chú ý ngay cái câu tác ý của chúng ta chứ không phải chú ý cái hơi thở. Rồi hít vô thở ra một cách nhẹ nhàng. Rồi tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra. Khi hít vô thở ra rồi thì tác ý nữa, đừng có làm thinh mà ngồi hít vô thở ra như thế này. Ngày xưa thầy dạy mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở rồi mới tác ý một lần, tại vì đó là pháp tập cho mấy con làm quen hơi thở, để coi cái hơi thở đó nó có rối loạn hô hấp mấy con không. Bây giờ nó không có rối loạn thì phải tập như thế này nè, chứ không thể tập chung chung như vậy được nữa. Các con thấy thầy dạy rất cụ thể, nhiếp tâm bằng phương pháp, bằng phương pháp như lý, chứ không phải nhiếp tâm bằng cách hít vô thở ra, hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý một lần, đó là tập làm quen. Không phải mấy con tu một lèo dày 10 phút, 20 phút, 30 phút để nó có tự động an, không phải đâu. Chỉ có một phút an trú mà thôi. Nhắc 3 câu. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. 3 câu tác ý này để chỉ cho chúng ta hàng phục cái gì? Thứ nhất, an tịnh tâm là hàng phục những niệm ở trong đầu chúng ta. Thứ hai là an tịnh thân của chúng ta để nhiếp phục những cảm thọ. Thứ ba là để nhiếp phục sự hôn trầm thì miên của chúng ta. Các con thấy rõ không? Rồi bắt đầu chúng ta ngồi đây mà hít thở trong một phút mà thôi. Có an thì chúng ta kéo dài, mà không an thì chúng ta tiếp tục tác ý lại, để cho nó thật sự nó hiện ra cái tướng an trú. Có phải không? Mới đầu có ai mà tác ý nó một phút mà an trú liền bao giờ? Cho nên chúng ta tác ý hoài chừng nào, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày mà chúng ta tác ý có một phút thôi, tu có một phút thôi mà nó an trú được rồi. À, bắt đầu bây giờ tác ý lần thứ hai coi thứ coi ra sao, trong một phút coi ra sao, an trú nữa. Đúng rồi, mình tác ý nó chịu nghe rồi, nó an trú rồi. Nó có cái trạng thái an trú chứ đâu phải ngồi yên lặng như thế này, nó không an trú gì, cho nó an sao. Rồi bắt đầu phút thứ ba cũng thấy an trú được rồi, bây giờ nói nó nghe rồi, nó hiện ra cái tướng của nó mà. Cho nên khi hiện ra tướng thì tăng thời gian lên cho thầy. Từ 1 phút tăng lên 2 phút, 5 phút cho thầy. Sau khi 5 phút được rồi phải hỏi thầy, bây giờ con có tăng nữa hay không? À, thầy cho tăng thì tăng, mà thầy bảo bây giờ không tăng, phải tập như thế này. Thì chừng đó, cái quyền của thầy chứ. Nếu mấy con tự tăng là mấy con bị lọt tâm tưởng sao? Các con hiểu, nó an trú rồi, nó chưa hẳn, nó nằm yên nữa đó, cho mấy con đâu. Cho nên mấy con hỏi thầy. Thầy hỏi bây giờ nó an như thế nào, thầy kiểm nghiệm, ngồi đó đi, thầy xét qua tôi coi sự an của mấy con ra sao. Mà mấy con an đúng, thầy cho tăng lên, mà an sai, tức là có tưởng xen vô rồi. Thầy bảo dừng lại, tác ý cái đó bỏ xả đi cho rồi. Thì lúc bây giờ cứ tác ý để xả bỏ cái trạng thái đó đi, rồi thầy sẽ được lên. Các con hiểu chưa? Chứ mấy con tự tu đó, mấy con lọt vô trong đó 30 phút nó bây giờ, nó 18 cái loại tưởng nó hiện ra rồi, trời đất ơi. Một cái loại tưởng gần chế người ta xả 18 cái rồi, thì mình làm sao đây? Nó đâu có giản, nó đâu có đơn giản đâu mấy con. Đâu có phải khi mà tâm mình nó không vọng tưởng, nó an rồi nó hiện ra những cái tướng khác, chứ nó đâu phải nó ở yên chỗ người ta. Cho nên tu thì phải có bạn, có thầy, chứ không phải là tu tự tu được. Mỗi phút giây muốn tăng lên đều phải thưa hỏi kỹ lưỡng, chứ không phải muốn ngồi tu trong thất hồi đại đó rồi nó tới cho mấy con à. Cái chuyện đó không bao giờ có đâu mấy con. Cho nên tu phải có thiện hữu tri thức, người ta kìm ở một bên, mà càng tu cao thì phải càng có thiện hữu tri thức ở sát bên. Chứ không phải là tự tu tự chứng, từ lâu tới giờ người ta đã chứng hết rồi. Có ai tu chứng chưa mấy con? Ngoài thầy ra thì chưa có ai đâu.
Một người mà dám sống dám chết như thầy chưa hẳn, chưa hẳn ai dám làm được điều này. Mà bây giờ có thầy mà lại là không không nương vào thầy thì mấy con biết đường ở đâu mà mấy con